Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Lần đầu tiên gặp Sơn Phan thì em thấy anh Sơn Phan khá là giống em. Anh Sơn Phan đi bộ, em cũng đi bộ 9 tầng lầu đi làm đêm thở thí mẹ. Anh Sơn Phan sống là một người sếp hết lòng vì nhân viên. Nhưng mà anh Sơn cũng có một số cái không ok lắm. Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố nơi người ta đã yêu nhau. Ví dụ như anh Sơn cho làm OT không lương cay cay.